Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em lên tiếp tục video tiếp theo nha. Số là 572. Thì lô này em lên tất cả là 21 mã cần, tất cả là cần carbon hết nha. Thì em sẽ ship hàng toàn quốc, khách nhận hàng kiểm tra thanh toán phí ship sẽ là đồng giá 30.000 một đơn nha. Đi đơn từ 2 cần trở lên hoặc là mọi người mua hàng chuyển khoản trước thì em sẽ bao ship nha mọi người. Rồi có nhu cầu đặt hàng, vui lòng là gọi giúp em qua số 0932455407 hoặc là nhắn vào Zalo giúp em để chốt đơn nha mọi người. Rồi em đi vào cụ thể. Mã cần đầu tiên. Số 1, số 2 em có hai cây này. Hai cây này đều là 2m1, dòng cần ISO nhỏ, khoen nhỏ nha mọi người. Ở số 1 này. Này thì cái loại này là cái lóng, phần lóng của nó rất là nhỏ gọn. Nó như chiếc đũa thôi. Passfury FS6, cây cần hàng nội địa Nhật nhá, của Rozan Rozan Carbon này, dài 2m1. Khoen cái này thì màu đỏ nhé, cắt lóng ở trong thì màu nâu như thế này. Khoen cần, cái này thì tất cả nó là khoen Fury hết. Cần thì có 7 khoen cả đầu bu nhé. Cái bu này là người ta gắn lại này cho chắc nha mọi người. Cái bu thì nó không có phải bị nứt bu, gãy bu nha. Đó, tại vì nó nhỏ quá, nó dễ xúc á. Nên là cái này là về hàng là nó gắn chặt như vậy nên em không có tháo ra làm gì hết nha. Ngọn cái này là 0.7, 0.8 ly. 0.7 ly nha mọi người. Là phần đọt này. Đọt lông phụng nha. Ở trên là thác ngọn sợi thủy tinh. Ở dưới đây là carbon này. Lóng 2 đây. Cái này thì phôi còn sáng nha. Gồm có 3 lóng. Dài 2m1. Nhỏ gọn như này thôi. Mã số 1. Trọng lượng cần là 78g. Rất gọn 76cm nha. Giá là 350.000. Giá 350, mã số 2 cũng là cây 2m1. Thì cây này em đo thực của nó là 2m. 2m nhé. Phần chui của cần đây. Passfury FS5. Dài 2m1 nha, dài thực của nó là 2m thôi. Cây này thì nó có tất cả là 5 khoen thôi. Cây này đầu bu của nó là bu fluorisic chống sấn này. Ngọn này thì 0.9 ly. Cây này nó cứng hơn cây số 1 một xíu nha mọi người. Cây số 1 thì tầm khoảng đọt số 1, cây này tầm đọt 2 nha mọi người. Ngọn của nó cũng là dạng ngọn lông phụng nhé. Cây số 2 này cứng hơn một xíu. Dài thực của nó là 2m. Gồm 3 lóng rút nha. Hàng nội địa Nhật, tổng thể của cần. Cây này á 60g, rút gọn của cần là 76cm. Giá cũng là 350.000, khách lấy 2 cây em tính 600.000 nha. Mọi người chốt một cặp này em sẽ tính cho mọi người 600k một cặp. Còn lấy lẻ là 350.000 một cây nha mọi người. Rồi lên tiếp mã số 3. Số 3 là một cây cần cũng là ISO khoen nhỏ. Cây này thì là đọt số 2, chiều dài của cần là 3m90. Có Sugi ISO này. Số 2 3m9 phần góc đây. Cái này là người ta cuốn thêm một cái lớp lớp chỉ nhám cầm tay, cái này có thể tháo được nè mọi người. Mà em không có tháo nha, em để vậy luôn nhé. Này chống trơn trượt thôi. Passfury. Ngọn số 2 dài 3m9. Khoen hãng nha. Em nói nhầm mọi người ơi, cái này bắt hãng. Bắt Habo bắt hãng nha, khoen của nó cũng là khoen hãng luôn. Cái này thì tình trạng cần còn sáng mới, khoen cũng còn đẹp nha. Đó, khoen rất là mới. Đọt cần số 2 chiều dài là 3m9. Ngọn cây này là 0.9 ly. Phần ngọn nó nè. Lóng 2. Cái này thì phôi của nó là phôi xoắn như này đây. Nói chung tình trạng các lóng bên trong còn sáng đẹp, trầy xước rất là ít luôn ha. Này là mọi người vết bẩn thôi nha, chứ còn nó không phải là vết trầy nha. Nó dính những cái vết vảy cá ở trên cần này. Đó. Nó xoắn gần. Lóng sát gốc. Lóng sát gốc cũng còn rất là mới. Mã số 3, tổng thể của cần đây. Cái này thì thu gọn của nó là 58cm thôi, rất là nhỏ gọn. Trọng lượng 198g, dài 3m9, độ cứng số 2, giá của cần này là 400.000. Giá là 400, mã cần số 3 nhé. Cây số 4, một cây cần ISO, nội địa Nhật cũng là chiều dài 3m9 luôn. Cái này thì có màu đỏ như thế này. Cái này là của Osaka Fishing, có xuất xứ ở Úc ha. Cái này nó kiểu dáng nó thon dần về phía cái
đầu lõm này nè ha, cái này thì to một chút này. Góc ở đây là 24.4 ly của Osaka Fishy, của hàng nội địa Nhật nha, có sức Pat Fury FS6, dài 3m9. Này thì thu gọn của cần nó chỉ có 76cm thôi, cái này thì khá là nhỏ gọn, gọn nha. Khoen của nó cũng là khoen Fury, cái này tất cả là Fury lõi xám, không lỗi khoen nha mọi người. Ngọn cây này á, là ngọn của nó là 0.7 ly nhé, chiều dài 3m9, độ cứng cây này thì dao động là tầm 1.5 cho tới 2. Lõm 2 đây, phô carbon xoắn vòng như thế này, màu nâu đỏ nhé. Còn mới đẹp, cái này thì chỉ có xước sát ở góc thôi mọi người nhé, bên trong còn mới lắm. Rồi vết bẩn này. Tổng thể của cần đây, trọng lượng của cây này là 188g, rút gọn 76cm, mã cần số 4, giá là 500.000, mã số 4 giá 500. Tiếp theo cây cần số 5, cây này là một cây cần cần rút nhé, dạng cần súp lỡ. Cái này dạng ISO khoen to nha mọi người ơi, dạng là cần ISO khoen to, chiều dài 3m3. Tổng thể đây, phần góc của nó này, góc của nó là có phần tay cầm mút xốp, cái này giá của nó là 400.000. Này vết bẩn, lam sơ sót, dài 3m3. Góc này 20.6 ly, pad của cần là Fury FS6. Còn khoen của nó là dòng khoen hẳn nha mọi người, dòng khoen to như thế này, 2, 4, 6, 6 khoen cả đầu bung, ISO khoen lớn. Ngọn 1.7 ly, cái này tầm khoảng độc số 3 nhé, ISO thì nó tầm khoảng độc số 3. Phôi thì màu xám, màu xám như thế này, cái này còn đẹp ha, cắt lắm còn mới này. Màu xám chì, xám đẹp, này biết bẩn thôi. Phần góc của nó đây, tổng thể của cần đây nha, tổng thể của cần đây nha, chiều dài của cần á là 3m3, mã số 5, trọng lượng 206g, thu gọn 80cm nha, giá 400.000, mã cần số 5, tầm khoảng đọc 3 cần ISO nhé mọi người. Tiếp theo em lên mã số 6, một cây cần cũng là dòng cần, cái này dạng súp lỡ, dài 2m4 nhé, của Suzumi Terracotter, cây này 2m4, cây này cũng còn mới đẹp, phần chui này. Góc đây, góc là phi 19.9 là phi 20 ha mọi người, dài 2m4, Tsurumi Terracotter, này là của Hàn Quốc xuất Nhật, khoen Pat Fury nhé. Đó, khoen cây này gồm 5 khoen Fury xứ xám, khoen còn đẹp nha, cứng khoảng 15 nha mọi người. Ngọn ly chín, cắt lóng này. Đó, lóng màu sẫm trắng như thế này, lóng 2 đây, cần có 3 lóng tất cả, chiều dài là 2m4, độ cứng của nó là độ cứng 15. Tổng thể của cần đây, trọng lượng cây này là 130g, rút gọn 88cm, giá là 500.000, mã cần số 6, giá là 500. Tiếp theo mã số 7 này, cây này 2m1 nha, cần của Ryobi, dòng cần rút, độ cứng 15, chiều dài 2m1, cây này cũng còn đẹp nha mọi người, phần góc này. Tay cầm của nó thì có một cái lớp mút xốp ở đây. Đó, cây này thì màu của nó là dạng màu tráng gương nhá, cần của Ryobi đây, Ryobi Master Metasia Sub, dạng súp lỡ. Đồ lớn góc này, 17 ly, pad của nó là Fury FS6. Của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người, ở trên cần rất là đầy đủ thông tin. Đó, khoen đây, khoen của nó cũng rất đẹp, không có lỗi khoen gì hết nha, 5 khoen.
ngọn ly rưỡi. Ngọn cần này là 1.5 ly, cứng 15, chiều dài 2m1. Phôi cần này, cần có 3 lóng nhé. Còn sáng đẹp. Tổng thể của cần, mã cần số 7, trọng lượng là 118g, rút gọn là 80cm nha. Cây này có giá 500.000, mã số 7 giá 500. Tiếp theo cây số 8, một cây cần súp lỡ Olympic chiều dài 2m7. Phần gốc đây, gốc đây. Hàng này của Olympic nha mọi người. Gốc 19.7 ly, Olympic Black Pink của Hàn Quốc xuất Nhật. Phát của nó là Fury FS6. Khoen này thì cũng là khoen Fury hết nha mọi người. Gồm 5 khoen thì cây này nó cũng không có lỗi khoen gì hết. Ngọn ly chính, cứng cũng tầm 15. Phôi cần đây, phôi gặp bằng sẵn nha. Lóng 2, cần gồm 3 lóng tất cả. Dài 2m7 nha mọi người. Tổng thể của cần, trọng lượng cần là 160g, rút gọn là 1m, giá là 550.000. Giá là 550, mã số 8 nhé, chỉ giá 2m7. Tiếp theo, mã số 9. Cây số 9 ở đây thì số 9 em có một cây lua rút nha mọi người. Cây lua rút này, phần gốc này. Tay cầm mua số màu xanh. Cây này thì phát của nó là bách thường, bách vạn hãng nha. Super Primer Carbon này, chiều dài của nó là 3m, cứng ML. Nhưng mà thực tế cái này thì còn 2m9 thôi nha mọi người. Khoen nó là khoen Fury. Khoen Fury nhá. Gồm 5 khoen bao gồm cả đầu bu. Dài thực thì còn 2m9 thôi. Ngọn là 1.7, 1.8 nhé. 1.7, 1.8 phần ngọn nè, nó phối màu xanh lá chuối như thế này. Lóng 2, cần gồm 3 lóng tất cả. Phần gốc thì nó có trầy xước, một xước dâm nhé. Phần gốc thì nó có một vài vết sơ xước dâm đây. Dài thực còn 2m9, cứng ML. Tổng thể đây, cần lua rút, tải mồi tầm khoảng 7-21g. Trọng lượng cây này là 248g, thu gọn là 110 cm, giá là 500. Mã cần số 9, giá là 500. Số 10 là một cây cần rút dây trong của Daiwa. Hôm nay em có hai cây Daiwa nhé. Đây, hai cây thông số. Nó khác nhau thông số một xíu thôi. 53m5 và 53m9 nha. 53m5 và 53m90. Đây, nguyên một cặp như thế này. Mã cần số 10 này. Cây số 10 này thì nó hơi xấu phần chui đây nhé. Cái vòng kim loại ở đây nó hơi bị oxy hóa ở đây nè mọi người. Mọi người đánh lại sạch giúp em nhé. Hàng đây qua 53m5. Cây này là của China xuất Nhật. Đó, đầy đủ thông số, mã code và tem nhãn này. Dòng hâu đã lắp. Bát của nó là bát vặn. Khoen dẫn xích. Dây trong thì sẽ kèm theo dây luồng cho mọi người nha. Sứ dẫn là sứ xích nè. Hai cây này thì nó tương tự nhau thôi. Ngọn cây này là 3.5 ly. Phần ngọn đây, ngọn 3.5 ly. Lóng 2. Lóng thứ 3, nó tróc sơn đầy xíu nha mọi người. 4 lóng rút tất cả. 4 lóng tróc sơn này. Rồi cần rút dây trong Daiwa, độ cứng 50, dài 3m5. Tổng thể của cần, mã cần là số 10, trọng lượng là 300g, rút gọn là 95 cm, giá là 600.000, mã số 10 giá là 600. Mã số 11, cây này cứng 50, chiều dài của nó là dài 3m9. Phần chui của nó đây nha mọi người, cây này thì chui đây. Cứng 50, chiều dài là 3m9, mã cần số 11. Tay cầm cánh mút xốp nhé. Cây này thì nó có màu tím. Khoen dẫn xích, đầu bu cũng là xích luôn. Ngọn là 3.5 ly. Phần gốc này, phần lóng ngọn này.
đẹp nhé mọi người. Lóng hai đây, đây này nó dính vết bẩn này. Đó, dính vết bẩn nhé. Cần còn rất là đẹp luôn, còn sáng mới. Bốn lóng rút. Rồi tổng thể. Mã này là số 11, trọng lượng 320g. Rút gọn là 104cm, giá là 700.000. Giá là 700, cần số 11. Anh lên tiếp số 12 nhé. 12 cây này. Cây này là cây cần của cây cần lua. Cần lua của Scorpion. Đấy, cây này thì phôi carbon này, xoắn này. Nhưng mà nó bị hụt ngọn. Hụt ngọn đây mọi người. Thì cái này em thanh lý mọi người về để vậy câu hoặc là làm gì làm ha. Đó, nó chỉ bị lỗi hụt ngọn thôi. Còn các khoen trên cần đây còn y nguyên. Phôi cây này cực kỳ đẹp nhá, dòng Scorpion phôi xoắn nha. Đây, em đi chi tiết này phần gốc. Tay cầm cán bằng cần máy đứng, bắt vặn. Đây mọi người, phôi đây. Của Shimano Scorpion, thông số là line là từ 6 tới 14 lb, lua là từ 4 tới 18 g, dài là 6 feet nhá, hàng nội địa của Nhật này. Em đo thực thì cần này nó còn 1m73 nhé mọi người, 1m73, 1m8 mà nó còn 1m73 là nó hụt 7cm. Cây này bị hụt ngọn 7cm nhé. Đó, phôi khoen trên cần nó là khoen Furisic này. Cái này vết bẩn chứ không phải là nó bị nứt khoen đâu nhé mọi người. Đó. Đó, khoen rất là bóng đẹp nhé, khoen xích còn mới. Đó, phần góc đây, góc thì không có vấn đề gì hết. Ngọn, các khoen ở ngọn, tất cả là Furisic hết. Cây này nó xoắn lên tới phần ngọn cần luôn này. Đó, nhưng mà nó bị hụt nha. Để lắp lại bô này thì bô này là bô thường thôi. Nên mọi người về lắp lại bô xịn xài ha. Em không có, em chỉ có cái loại bô này thôi. Thì lắp đỡ vào cho mọi người dùng thôi ha. Ngọn 1.7 ly, dài là 1m73. Đó, 1m73 nhé. Tổng của cần là 2, 4, 5 khoen và 1 bu. Tổng thể đây, trọng lượng là 102g, mã 12, giá 650.000. Em thanh lý 650 nhé. Tiếp theo, mã số 13. 13 em có là một cây cần lua máy ngang. Cây này cũng còn mới lắm nha. Hai khúc máy ngang khoen Furi. Phần tay cầm của nó đây, cán bán sống cái này thì bị cấn cái khoen vào đây, mút xốp này một xíu. Đó, cần của hãng Asia này này, action của nó là M, lua spin cap nhá, dài 1m65 và độ cứng M này, màu xanh như này, khoen Furi còn đẹp nhá. Ngọn cần đây, các khoen còn mới lắm. Ngọn 1.8 ly, cứng M và chiều dài 1m65, khoen Furi hai khúc cần máy ngang. Tổng thể ngoại hình, mã số 13, trọng lượng 110g, giá là 480.000. Giá là 480, cần số 13. Tiếp theo, số 14 là một cây 2m4 nhé. Cây số 14, một cây 2m4, hai khúc carbon. Cây này thì là khoen bắt thường. Phần góc này, góc người ta làm mút xốp nhé. Cái này mút xốp người ta bọc làm cái màu rằn ri như vậy thôi. Mút xốp nhé. Của hãng OGK, dòng này là của China xuất Nhật. Pat Furi. À em nhầm, Pat Vạn hãng. Pat hãng Vạn nhé mọi người. OGK này Pat hãng Vạn. Thông số đây, dài này 2m4 là 8 feet. Sát lua, lua từ 7 tới 21g và line là từ 8 tới 12 lb. À, China xuất Nhật nhé. Tên thông tin đây. Cần nó cũng có vết xước sát đây, cho tróc sơn xíu. Cái này là bẩn nha mọi người. À, cái này nó đang bám vết bẩn nha. Đó. Tróc sơn xíu nha. Khoen nó là khoen hãng này, loại xứ xích đây. Khoen của hãng nha. Tróc sơn đầy xíu nè. Phần ngọn. Dòng này nó phô nó dài dặn nha mọi người. Tổng là 2, 4, 6, 7. 8 khoen cả đầu bu. 8 khoen cả bu nha, có tróc sơn ở ngọn đây. Tróc khoen đây. Dài nó 2m4, cứng tầm khoảng
ML nha mọi người, tướng tập hỏa ML. 2 khúc. Mã số 14, trọng lượng là 192g, giá 500.000. Số 14 giá 500. Số 15 là một cây cần máy đứng, cần lưu 2 khúc. 2 khúc như này. Cái này thì có cán của nó là cán bần, bần này thì nó hơi sần sùi xíu mọi người nha. Bát của nó là bát Fury, bát vặn. Tôi cần này. Vô cặp bon sắn nha. Thông số của cần đây, cây này là 562ML, là dài 1m65, cứng ML nhé. Trọng lượng là 88g này. Lai là từ 4 tới 10LB, lua là từ như đây. Đây cái thông số chỗ này nó hơi bị bong tróc một xíu ở đây rồi này. Tróc cái tem đây xíu nhé. Cứng ML, người ta ghi rõ thông tin này. Vô là cặp bon sắn như này. Đó, cây này thì tất cả là khoen gâu nhé. Khoen Fury gâu loại xứ xám. Và ngọn tất cả là khoen Fury Gold xứ xám hết. 2, 4, 6 khoen nhé, 6 khoen cả bu. Và bu cũng vậy nhé. Đầu bu là Fury Gold loại xứ xám. Ngọn ly 6. Tổng thể là 2 khúc như thế này. Đồ cứng là ML, chiều dài 1m65, trọng lượng 88g, mã cần số 15, cần máy đứng, giá 500.000. Giá là 500, cần số 15. Số 16 là một cây cần máy đứng nữa, cây của Daiwa nhé. Cây này nó cũng bị hụt một xíu ngọn rồi. Cây này là cần Daiwa Phantom, phần gốc này. Bóng này nó bẩn nha mọi người. Nó dính cái gì ở đây á mọi người. Cái này là cám mút xốp. Bát của nó là bát vặn, bát nhôm như thế này. Đó. Bát nhôm như thế này nhé. Thông số của nó là dòng cây này là một cây của mono carbon. Phantom dài là 1m98, 2 khúc. Và độ cứng của nó là Action L nhé. Daiwa của Taiwan xuất Nhật này. Lua của cần là từ 4 tới 14g và lai là từ 4 tới 10LB. Đó, có rất đầy đủ thông tin ở đây nhé. Dòng mono carbon phôi xoắn như thế này. Cái này thì phần bát máy nó có hơi bị chảy xước phần nhôm kim loại đây nè. Các bạn này có cái thông tin cái tên này nó bị tróc cái tem rồi. Khoen Fury nhé. Khoen Fury. Ngọn đây. Khoen Fury hết. Cái này đây, nó bị hụt còn bao nhiêu nhỉ? Mà em quên ghi lại rồi. 6 feet 6 inch là 1m98, nó còn là 1m92 nhé mọi người. Nó còn 1m92, nó còn 1m9 á. 1m9 nha. 1m98 mà còn 1m9 á. Đầu bu của nó là người ta gắn lại đầu bu Fury Fit này. Vì là người ta đã gắn cái này, gắn người ta làm như thế này. Thì cái này mọi người chốt thì em sẽ dời cái khoen vị trí ở đây xuống đây một xíu nè mọi người. Đó, nó bị gãy nhưng mà người ta lắp cái bu lại thôi chứ người ta chưa có dời khoen nhé. Thì em sẽ dịch chuyển khoen xuống vị trí ở đây một xíu cho mọi người về tiếp tục sử dụng nha. Và cái này em chưa có làm trước. Đó, dài thực tế còn 1m9. Cần của Daiwa mono carbon, tổng thể cần đây. Mã số 16, trọng lượng của cần là 108g nha. Cái này là giá 380.000, 380, mã 16. Tiếp tục số 17. 17 là một cây cần súp. Góc này, chui của nó là chui kim loại. Phần cán thì có trầy ha mọi người. Cán có trầy. Góc này 26 ly. Này vết bẩn nha. Có trầy xước ở đây. Cái này thì là khoen bách hãng. Thông số độ cứng là 27 và 4m2, dài 4m2 nhé. Của Navigator Powerwing MGF Navigator, hàng nội địa Nhật nhé. Khoen này, cái này là dòng khoen súp như thế này, khoen lớn như thế này nha, nó cũng là khoen hãng luôn, gồm có là 6 khoen bao gồm cả bu. Khoen thì không nứt vỡ gì hết nha mọi người. Cái lòng khoen của nó rất là dày này, cứng 27 nhé, cũng khá là cứng. Ngọn cây này là 1 ly 7. Câu lục thì mọi người đánh đầu cần, câu đầu cần nhé, tầm 30m đổ về thôi. Bên trong các lóng còn đẹp, một khoen và ba khoen chạy ở phần ngọn. Lóng 2 đây. Bên trong các lóng còn đẹp nhé, màu giống như màu xanh ngọc. Lóng thứ 3. Cần thì tổng là 4 lóng, full carbon nhé.
Navigator 274m2 quen bắt hãng, tổng thể cần đây. Mã 17 trọng lượng là 406g, rút gọn 115 cm, giá 600.000. Mã số 17 giá là 600. Tiếp tục mã số 18. 18 là cây sub carbon của dòng Hibiki nhé. Hibiki 4m2, cây này thì độ cứng tầm khoảng cứng 25. Ngọn đây. Hai mươi lăm chấm hai ly là độ lớn phần gốc, phát Fury nhé, tem nhãn này, dài 4m2, cây này thì cứng khoảng 25 thôi. Khoen nó là khoen Fury, nó có hai vị trí khoen bị lỗi, một này, vị trí này nha mọi người, nó nứt chân kim loại một vòng ở phía dưới xíu, và cái khoen này cũng vậy này, đó, nó bị nứt một xíu thôi nha. Nó hay sử dụng bình thường, độ cứng cây này là cứng 25. Ngọn của nó là ngọn 2 ly. Nhóm thứ 2 đây. Có lóng còn sáng đẹp nhé. Nên gặp như thế này. Sub carbon 2BK dài 4m2. Khoen bát Fury, tổng thể cần, độ cứng 25, mã số 18. Trọng lượng của cần là 402g, chiều dài thu gọn là 112cm. Cây này giá là 800.000, mà nó lỗi hai cái khoen này là em sẽ em sell 700 nhé mọi người. 700, để mọi người về mọi người sử dụng, không thì mọi người thay lại khoen ha. Cái này thì em nghĩ để như vậy xài được bình thường, mọi người ơi, chấm cái keo một xíu ở đây thôi. Vì nó nứt có một tí thôi. Nó vận chuyển nhiều khi nó va chạm mà nó bị như vậy. Đó, một tí thôi. Mã số 18 nha, tiếp theo mã số 19. 19 là một cây, cây này thì cứng 30 nè. 30 dài 3m9. Em còn vài cây súp nữa thôi mọi người, xây cho hết hàng tổng thể này. Phần gốc này. 25.3 ly. Bát Fury, khoen Fury. Dòng này của Hàn Quốc xuất Nhật nhé, của hãng đây Vimarin. Vimarin, cây này cũng còn khá là sáng nhé. Khoen bát Fury hết. Khoen không lỗi nha mọi người, 5 khoen cả đầu bung, dài 3m9, độ cứng 30. Ngọn cây này là 2 ly 8. Ngọn 2 ly 8 nhé. Ngọn này cứng 30 thì khá cứng nha. Bên trong các lóng còn sáng này, màu xám trắng. Lóng sát góc đây, còn mới nhá. Có cái đầu ren này nó hơi bị oxy hóa xíu nhá. Cái này đánh nhám lại là sáng à. Nó kim loại rất là dễ xử lý. Rồi tổng thể đây, mã cần số 19, trọng lượng 402g, chiều dài thu gọn là 109cm nhá. Dài 3m9 và cứng 30, giá 900. Mã 19 giá 900. 20 là một cây cần. Đây cây 20 siêu nặng, cây cần đáy nha, vào mùa đáy là mọi người tham khảo thì ủng hộ em nhé, cần câu đáy nha mọi người. Cái này rất là to, rất là nặng, nó phải trọng lượng của nó tới 1,5 kg lận nha. Một khúc chiều dài cây này á là em để thông số 50 lb, cây này 50 lb, nhưng mà em thấy nó to lắm, nó dài 2m một khúc. Đây em đi chi tiết, gốc của nó là gốc đây này, phần chui nè, gốc nhôm bọc mút xốp bên ngoài thôi nhé. Phát này siêu bạo lực, cây này gọi là siêu bạo lực luôn. Đọt này là đọt xương toàn bộ cần nha mọi người. Khoen đây. Đó, khoen rất là to nhé, đọt xương hết, khoen tróc sơn rồi, bung rồi. Đọt 8 ly 9, 9 ly nhé mọi người. Rất là to, cây này cứng ngắt à. Siêu khủng. 2, 4, 6 khoen, 6 khoen rồng rồng. Đó, tổng thể của nó đây. Giá 1,5 triệu nha mọi người. Cây này nặng cũng phải 1,5 kg. Đó, giá là 1,5 triệu mọi người xem. Nó nặng 1,5 kg luôn và một khúc 2m. Nên là ship cồng kềnh lắm nha mọi người. Chắc chắn thì mọi người chốt giúp em nhé.
Chứ còn cây này mà bị bom hàng là thôi luôn á mọi người. Tiền ship đi ship về cây này là một mớ tiền luôn ấy. Mã cuối cùng số 21 này, 21 em có cũng là một cây cần cắm gốc. Cây này là thuộc dòng cần dẻo hơn cho mọi người câu máy điện, câu trolling nhé. Cây này của hãng Ten. Phần gốc của nó là gốc kim loại, gốc nhôm. Bát này phân bát đây thì nó cái sơn ở đây nó hơi sần sùi xíu nha. Bát vặn. Nó dài 2m4 cắm gốc. Thông số của cần cây này thì tất cả nó là khoen Furi hết nha mọi người, Furi xích hết này. Đó, chữ Furi thì nó dập ở phía dưới đây này mọi người. Tùy, nói chung là cái dòng khoen cầu này thì khi thì nó dập chân, khi thì nó dập dưới, khi thì nó dập ở phần vành đây. Tùy, cây này thì nó dập ở phía dưới đây này mọi người. Hẳn pen nhé. Pen Super Bowl. Cần gồm có này 2, 4, 6, 7 khoen cả đầu bu nhé. Các khoen đều là khoen Furi cầu biển hết. Khoen thì không có nứt khoen, không lỗi khoen gì đâu nha. Mình ship hàng, mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán nhé. Con này thì ghế bám bẩn chân khoen thôi. Bu cần đây. Ngọn 5 ly. Ngọn 5 ly, cái này thì nó cũng là thuộc dạng cần dẻo dẻo chứ còn nó không có cứng lắm nha mọi người. Nó không có thuộc dạng cứng lắm để câu máy điện hoặc là mọi người câu trolling á nhá. Nó dài 2m4, cần nhôm cắm gốc nhôm. Tổng thể của nó này. Như này. Giá cây này cũng là 1,5 triệu luôn, mã cuối cùng số 21 giá 1,500,000. Tổng thể đây. Rồi em vừa giới thiệu tất cả là 21 mã cần. Thì mọi người xem và có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ giúp em vào số điện thoại 0932455407 hoặc nhắn Zalo giúp em để chốt đơn nhé mọi người. Cảm ơn ạ, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.